Đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và vô luật lệ, hay gọi tắt là IUUF, là một ngành công nghiệp khổng lồ và Trung Quốc chính là tay chơi cộn cán nhất theo bảng xếp hạng của sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Hàng ngàn chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc mà rất nhiều trong số đó do Bắc Kinh tài trợ đã tràn vào đánh bắt tại những vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia tại châu Phi, Đông Nam Á, Nam Mỹ, khiến trữ lượng cá của những khu vực này sụt giảm, gây hại cho nền kinh tế địa phương. Bắc Kinh đã phủ nhận những cáo buộc này. Trung Quốc là quốc gia lớn nhất, nước này cung cấp những khoản trợ cấp hào phóng nhất dành cho các hoạt động đánh bắt cá có hại trên quy mô toàn cầu. Hồi tháng 5 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm chống lại IUUF và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng trước tình trạng đánh bắt cá phi pháp của Trung Quốc. Nhiều khả năng chính quyền Tổng thống Biden cũng sẽ duy trì nỗ lực này. Trả lời câu hỏi của VOA, Tòa Bạch Ốc cho biết đang cân nhắc đưa việc chống IUUF lên hàng ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Việc đánh bắt cá quá mức tại một số khu vực trên thế giới là một vấn đề. Đó chắc chắn là thứ mà nhóm an ninh quốc gia đang theo dõi chặt chẽ. Trong bối cảnh các chính phủ cố gắng ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, những vụ đụng độ thường xuyên xảy ra. Ví dụ như một sự kiện hồi cuối năm ngoái khi mà Hải quân Ecuador nã đạn vào đội tàu đánh cá của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Galapagos. Những chính phủ khác, bao gồm Indonesia, đã có những biện pháp mạnh tay bắt giữ và đánh chìm tàu cá của Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới đã không thể đạt được thỏa thuận nhằm cắt trợ cấp cho IUUF giống như những gì Bắc Kinh đang làm trước hạn chót là tháng 12 năm 2020. Hồi đầu tháng này, Tổng Giám đốc mới của WTO hứa sẽ thúc đẩy thông qua thỏa thuận. Đã 20 năm trôi qua, và 20 năm là quá đủ. Đó là khẩu hiệu của tôi. Và giờ chúng ta phải hoàn thành công việc này. Hơn 13% lượng thủy sản nhập khẩu của Mỹ trong năm 2019 tới từ IUUF, theo một báo cáo hồi tháng 4 của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ. Tổng giá trị của lượng cá bất hợp pháp đưa vào Mỹ là trên 2 tỷ đô la. IUUF cũng mang tới những vấn đề về nhân quyền. Các tổ chức cứu trợ đã tìm thấy nhiều trường hợp nô lệ thời hiện đại khi mà những người lao động phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, lương thấp, thiếu lương thực và nước ngọt trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm lênh đênh trên biển. Hong Kong yuan pun gak bisa diambil. Ya, dengan mas ini.